Xin chào bạn mình thảo hôm nay mình sẽ sửa một mạch âm thanh có mã là ZK-APTX2 thương hiệu Huri Audio. Mình thấy nhiều bạn DIY hay mua của cái mảnh có thương hiệu Huri Audio về mạch mặt trước của nó đây. Con này nó bị hiện tượng mất âm thanh đầu ra nhé. Mình nhìn linh kiện nó trông khá chất nhé. Linh kiện nó nhiều, tụ một dàn này, 4558 một dàn này. Mất âm thanh đầu ra thì mình đã kiểm tra sơ bộ rồi. Con này nó chạy hai con công suất là mã là TPA 3223 nhé, TPA 3223. Lần đầu tiên mình gặp con này, mình hay gặp con TPA 3116 và TPA 3255 này 3223. Thì con bên này mình cháy mình bốc ra rồi, còn con này kênh súp nhưng vẫn không có âm thanh ra nhé. Mình có kết nối sơ bộ vào nhé, mình cấp nguồn vào ở đây, hai dây này là 20V này. Sử dụng máy phát nhạc âm thanh vào này. Đây đầu vào âm thanh của nó này. Nó có âm thanh ra nhá. Mở âm lượng to lên tí. Mình có dò thì nó có âm thanh đến tầng tuyển khách đài là dàn 4558 đây nhá. À con này không phải 4558 mà nó 5532. Đây tầng ra một kênh này. Nó có âm thanh ra và âm thanh ra nó đến cái con T3 355 rồi nhé. Để mình dò 1, 2, 3, 4, 5. Đây mình cắm ở chân lên gõ T3 355 này. Nó đến rồi nhưng không có âm thanh ra. Nguyên nhân do hỏng TPA 3223 nhé, mình nói nhầm. TPA 3223. Sau mình sẽ đo một số nguồn cung cấp cho cái mạch này làm việc này. Để đáp đầu vào đây này. 20V này. Thì nó cấp cho cụm hạ áp XL1509 ấy, tạo ra tầm 12V ấy. Đây 12V6 đây. Đây là 78B05 này. 5V này, chỗ khu vực này, này có hai con linh kiện 3 chân này, SOT23 này, nó tạo ra 3V3 đấy. 4V9 này, 3V3 đây. Một con là 1V8 nhé. Con này tạo ra 3V3 này, con này là tạo ra 1V8 này. Con này tạo ra 5V này. Căn cứ các bạn có hỏng thì kiểm tra nguồn như thế. Con này thường là XL1509, mình không nhìn tên đâu. Nhìn lại này. Mình quan sát lại đây, con này là XL705A nhé. Bây giờ mình sẽ thay hai con này. Vì hai con này đang lỗi, nó làm sáng cái đèn đỏ đây này. Nó từ chân báo lỗi của nó là chân chân for ấy. Chúng ta lỗi nó kích vào con chan này. Con chan này làm sáng cái đèn này. Và mình cũng chưa dò xem cái đường báo lỗi nó đưa về con vi điều khiển cơ. Chưa biết là con vi điều khiển ở trên tấm này thì nó vào chỗ nào cũng chưa dò nhé. Nhưng mà cứ nhìn thấy trước mắt là dò được từ đây là báo lỗi ra đèn đỏ đây. Thì cứ thay con này đây, thay hai con luôn. Mình đặt mua linh kiện ở Trung Quốc. Mãi có một shop nó bán mới mua về. Bạn chủ nhân của cái này tìm cho mình chứ. Bạn ấy lo là không biết là linh kiện Trung Quốc có tốt hay không. Nhưng may ở bên Trung Quốc còn có một người bán, nhưng còn không tìm được người bán đâu. Cái hàng này nó không thông dụng. Mà mấy cái giống khách đại class D này giá đắt lắm. Đầu tiên nhổ này ra trước đó. Khi hàn mấy bọn này thì hàn nhẹ nhàng thôi. Hàn bằng mỏ, hàn nhiệt, hàn từng chân một. Đừng để chạm chân, dễ chết lắm. Nhiệt vừa phải thôi. Cứ bị trả giá chết IC vài lần các bạn sẽ quen. Mình lúc đầu làm kiểu mạnh dạn, làm bạo tay lắm. Chết hết mấy con âm thanh này, nó giá nó đắt lắm. Mình lúc đầu tưởng là do chất lượng linh kiện.
sau mới hàn cẩn thận mới được. Có thể hàng zin thì nó sức chịu đựng nó khỏe hơn, mấy con mình mua này phải làm cẩn thận. Nhìn có vẻ ok nhá. Cái đèn pho này nó không sáng như lúc đầu nhá. Đèn pho này đấy nó sáng đỏ, giờ nó không sáng này. Đấy có nháy mấy cái thôi. Đấy, đang cấp nhạc vào ấy. Xem số đỏ không nha. Có tiếng loa nhỏ nhỏ đấy. Rồi mình sẽ kết nối loa vào. Mình ở ngoài mình nghe được cái tiếng nhỏ. Mình không chọc hai loa vào đầu ra đâu, sợ nó đánh chết thằng này, mình chỉ chọc một pha thôi. Nghe được âm thanh giò khá nhỏ. Dòng nhạc thiếu lo tự tin vang vọng khắp nơi, âm nhạc chất lượng thỏa mãn tâm hồn mọi người. Tôi là sự không chuyên nhưng tự hào với điều đó, đây là bài nhạc test loa nhưng lại làm lỡ môi. Là người xưa chỉ đặt tên tôi không chuyên nhưng tự hào với yêu thương. Lan tỏa cả vào dòng nhạc, tiếng loa tự tin vang vọng khắp nơi. Âm nhạc chất lượng thỏa mãn tâm hồn mọi người. Tôi là thợ sửa công chuyên nhưng tự hào với điều đó. Thì ok các bạn nhá, xong rồi. Vậy là thay hai con khuếch đại âm thanh thôi. Lưu ý khi thay nhá, mình mua ba con, thay hai con rồi vẫn còn dư một con. Mình đang phải dự phòng ấy, trường hợp mình thay không được thì còn con nữa nhưng hơi tốn kém. Một con này hơn 70.000 ấy, dư một con chả làm gì. Bạn kia có bảo mình câu thêm các tín hiệu đây này, nó có nhiều cái đường nó ghi câu chế độ mau play cái gì đấy, để mình sẽ làm ngoài video. Cái đoạn này mình sẽ không quay vào trong video.
Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong đôi tiếp theo.